Tiểu sử diễn viên Đào Anh Tuấn. Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn là một trong số những diễn viên gạo cội trong điện ảnh Việt. Ông được biết đến với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng và đầy tình cảm. Mỗi vai diễn của ông luôn được thể hiện một cách chân thật, nhập vai tài tình và ghi đậm dấu ấn với nụ cười thương hiệu. Ông sinh năm 1956, cha mẹ ông là người Hà Nội, nhưng ông được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Diễn viên Đào Anh Tuấn tuy là người gốc Bắc, nhưng sở hữu giọng chuẩn miền Nam. Chia sẻ về điều này, nam diễn viên cho biết, bố mẹ tôi là người Hà Nội, vào Sài Gòn lập nghiệp rồi sinh tôi ở đây. Nhưng ông cụ nghiêm lắm, luôn dạy con cái phải giữ gìn gia phong truyền thống của người Hà Nội, nên anh chị em tôi dù sống ở Sài Gòn, nhưng vẫn được cụ dạy dỗ từng ly từng tí. Bởi thế cho đến khi bước vào tuổi thanh niên, Đào Anh Tuấn vẫn giữ giọng Bắc rặc. Khi thi vào trường sân khấu, các thầy cô yêu cầu phải nói giọng Nam, thế là anh Tuấn đổi giọng. Cũng chả khó gì vì xung quanh bạn bè đều giọng Nam, chịu khó nghe kỹ là chuẩn ngay. Nhưng về nhà thì vẫn phải giữ gia phong, từ cách ăn nói lễ phép, cách mời chào, đi thư về gửi, cũng như tập tành những nghi lễ của người Bắc. Nghệ sĩ Đào Anh Tuấn xuất phát điểm là một diễn viên kịch. Trước đó vào năm 1976, ông thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2 khóa 1 để theo đuổi niềm đam mê của mình. Sau khi tốt nghiệp khóa 1 trường sân khấu, ông được nhận vào đoàn kịch Cửu Long Giang. Vào lúc đó, cảm giác của tôi rất khó tả, nó giống như việc mình trúng độc đắc vậy. Tôi được ở lại thành phố làm việc, và đó là một sự may mắn. Nó còn minh chứng cho việc bản thân được công nhận thành tích học tập và là một diễn viên trẻ có tiềm năng. Ngày đó, mỗi diễn viên trẻ thường có một câu nói hay rỉ tai nhau là học tài thi lý lịch. Vậy cho nên, tôi được vào môi trường mình yêu thích, đó là một điều ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, lúc đó trong đoàn toàn là những cây đa cây đề, nên những người trẻ chưa có danh phận như ông cũng chỉ được tham gia với những vai kép phụ, có khi còn phải kiêm thêm cả công việc chạy đèn, kéo phong cho đoàn kịch. Được vài năm thì sân khấu Sài Gòn bắt đầu thoái trào, các diễn viên có tiếng tăm nghỉ hưu dần, những diễn viên chưa có tên tuổi thì bỏ đoàn ra làm ăn bên ngoài. Riêng Đào Anh Tuấn thì vẫn cứ bám trụ, dù cho đồng lương ít ỏi. Thiếu diễn viên nên dù có ngoại hình chẳng được sang cho lắm, nhưng nam diễn viên nghiễm nhiên trở thành diễn viên chính cho nhiều vở diễn của đoàn. Mỗi năm đoàn kịch cũng chỉ sáng đèn chừng vài ngày, thu nhập cũng chả có thêm được bao nhiêu. Để mưu sinh cho cuộc sống, nam diễn viên sinh năm 1956 buộc phải làm thêm nhiều thứ nghề không liên quan đến nghiệp diễn, như là dạy học, đi chụp hình dạo. Sau này, khi ông gặp được cô bạn diễn Kiều Oanh, cả hai thành lập nhóm hài, đêm đêm đi tấu hài thêm ở các tụ điểm sân khấu. Tính đến cuối năm 2014, cả nhà hát chỉ còn mỗi anh Tuấn là người có biên chế để ăn lương diễn viên. Theo ông chia sẻ, cũng có người khuyên tôi nên bỏ nhà hát, ra ngoài làm ăn dễ hơn. Nhưng tôi đã quen kiểu sống là một công chức rồi, cứ ở nhà hát, có vở thì diễn, không có thì chạy thêm bên ngoài. Cách nói của anh Tuấn nghe giống như ở ngoài Hà Nội, nơi mà còn rất nhiều diễn viên kiểu công chức. Chứ trong Sài Gòn, thì có lẽ chỉ còn mỗi anh. Gần 40 năm làm việc với nhà hát, tôi nghĩ đó là trách nhiệm cho dù ngoài xã hội có nhiều điều kiện để tiến thân hơn. Sau bao năm gắn bó với sân khấu, năm 2009, ông cũng có hướng rẽ cho mình là chuyển sang đóng phim. Cơ duyên đến với ông khi bộ phim cần một nam diễn viên có giọng Bắc, được người bạn mời đi casting cho một vai diễn truyền hình dài tập, dù gió có thổi, và may mắn khi trúng vai. Từ đó, sự nghiệp của ông bắt đầu và gắn liền với những bộ phim truyền hình. Đọc kịch bản, Đào Anh Tuấn chợt thấy như có chính mình trong đó. Thế là ông nhận lời vào vai ông Mẫn. Đây là bộ phim được mua kịch bản từ Hàn Quốc, do Nguyễn Phương Điền làm đạo diễn. Tuy nhiên, những người sản xuất muốn Việt hóa lại kịch bản này. Ban đầu bộ phim đã sản xuất được 20 tập, nhưng ekip chưa cảm thấy hài lòng, bởi chất kim chi trong phim vẫn còn quá đậm. Tưởng rằng bộ phim sẽ đi vào vết xe đổ của nhiều bộ phim đã từng Việt hóa, nhưng nhà sản xuất đã quyết định làm lại. Trong đó những diễn viên cựu trào như anh Tuấn được mở rộng đất diễn hơn. Đào Anh Tuấn được tự sáng tạo lời thoại và chất giọng Bắc, trở thành lợi thế để anh hóa thân thành nhân vật chú Mẫn, một người bất tài nhưng rất láu lĩnh, lười nhác trong phim.
dù chỉ là vai phụ, nhưng vai diễn của ông đã tạo ra điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả xem phim luôn chờ đợi mỗi khi nam diễn viên xuất hiện, với những câu nói hài hước, những cách châm chọc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy gai góc. Đào Anh Tuấn cho biết, lời thoại trong kịch bản ban đầu không như thế, nó cứ đều dễ gây nhàm chán. Nhờ tư duy của thời đi tấu hài, anh Tuấn đã chế biến để nhân vật chú Mẫn trở nên thu hút mạnh mẽ hơn. Bộ phim Dù Gió Có Thổi đã trở thành bộ phim Hàn Quốc được Việt hóa thành công nhất từ trước tới nay tại Việt Nam và có sự đóng góp không nhỏ của Đào Anh Tuấn. Từ sau bộ phim này, ông được nhiều đạo diễn mời về làm phim truyền hình nhiều hơn, nhưng ông ít nhận lời bởi ông mong muốn tìm được một vai diễn phù hợp. Những bộ phim nổi bật có sự tham gia của ông như Hoàng Hôn Dịu Dàng, Kẻ Thù Giấu Mặt, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Sắc Màu Phù Sa, Vật Chứng Mong Manh, Muôn Kiểu Làm Dâu, Bố Là Tất Cả, Tìm Chồng Cho Vợ Tôi, Gia Đình Là Số Một và nhiều phim khác. Đặc biệt, Đào Anh Tuấn mong muốn được thể hiện tính cách Bắc của mình, một tính cách mà anh đã được hưởng từ cha và mẹ. Với ông, điều đó là hạnh phúc, dù có sống ở bất kỳ chân trời nào đi nữa. Trong diễn xuất, ông được khán giả đánh giá là một diễn viên có nét diễn duyên dáng, hài hước, nhưng không ít lần được đạo diễn chọn vào những vai diễn nội tâm. Có người hỏi ông, diễn thể loại vai nào khó hơn? Ông chia sẻ rằng, với tôi mà nói, vai nào cũng khó cả, và khó nhất là thể hiện chất đời trong vai diễn mà mình được đạo diễn giao cho. Không phải chúng ta thấy những vai diễn mua vui, chọc cười khán giả là những vai diễn dễ. Khán giả ngày một khó tính, chọc cười cũng cần sự đầu tư, sáng tạo và hơn hết là phải có bài học đi kèm cùng tiếng cười. Ông nói thêm, với tôi vai diễn nào tôi cũng yêu thích cả. Vì tôi cho rằng, nghệ sĩ phải biết quý trọng những công sức của mình, dù đó chỉ là những phân đoạn ngắn trên màn ảnh. Cho nên, tôi luôn quan niệm rằng không chọn cho mình vai diễn nào để đời cả. Đào Anh Tuấn tuy diễn rất nhiều vai nhưng chủ yếu là vai phụ. Nói về điều này ông chia sẻ rằng, trong suốt quãng thời gian theo nghiệp diễn xuất, tôi được xem là diễn viên quen mặt với khán giả HTV, nhưng hầu như những vai diễn của tôi đều thuộc tuyến nhân vật phụ. Vì vậy, nhiều người hay hỏi tôi rằng, bản thân tôi có thấy buồn vì điều này không? Tại sao tôi phải buồn và cảm thấy áp lực? Với tôi, vai chính hay phụ không quan trọng. Điều quan trọng là sự hứng thú trong từng vai diễn của mình. Có những vai diễn là phụ, nhưng nhân vật đó có câu chuyện, khán giả vẫn nhớ đến và yêu mến. Chính vì vậy, tôi quan niệm mỗi vai diễn trong phim được sinh ra đều đóng cho mình những vai trò khác nhau, không thể thiếu. Có thể vai chính sẽ được chú ý hơn, nhưng thử hỏi không có vai phụ làm nổi bật vai chính, thì liệu bộ phim có thành công hay không? Ông nói. Hiện tại ở tuổi 68, ông vẫn đam mê và kiên trì với nghệ thuật, vẫn tiếp tục cống hiến không ngừng dù tuổi đã cao, tham gia vào các vai diễn và luôn duy trì tình yêu sâu đậm với sân khấu và điện ảnh. Cho thấy, sự miệt mài này không chỉ xuất phát từ lòng đam mê, mà còn từ mong muốn đóng góp cho nền nghệ thuật, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!